chị nhá. Giỏi quá. Bắt lại đi. À. À. Không có rồi. Đấy rồi. Nhà ông tám mà. Nha, cháu làm việc đã. Okay, đi. Quạt rồi. Người ta chỉ làm người ta bé mình món bỏ mà. Về chết lớn. Mai nhá. Mai bà xuống. Chết là ba kìa. Ôi. Cho nữa đi, cho nhiều vào. Đây bắp tàu đây cho con hột cho đây.
nhá, cầm nhá. Thôi em nhá, rồi nhá con nhá. Cầm đi cho vào bếp. Thế làm gì đấy em? Tối rồi đây này. À, nó chua chim chín nhá. Thôi giỏi quá. Ba 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 một con vịt à, vỗ tay. Bác bà đi. À. À. À đi. À. Không không. Đây rửa tay. Thank you.
Đâu bấm cái má đi cho con nhìn nè. Rồi. Yep. Tiếp lại nha. Con hàng nha. Rồi. Rồi, thôi xin ạ. Rồi. Sướng. Nhà cũng chán mà. Ừ, nhà nó kêu lắm. Con gì đây? Chú ý nào. Con rắn. Chị Chí này. Con rắn. Thấy không? Ô, con gì đấy? Con gì? Con gì đấy? Ơi, sợ quá. Các chúng nó thế nào thích chúng nó mới nói. Thế bác ơi, chơi lại hồ cô thuật đi. Làm việc đây bạn ơi. Bác đi đá đi bác. Bác đi nhà đá cho cô thuật kìa. Chơi đã. Về sớm. Kia có phải hôm nay nó mới không? Mấy giờ phát? Hả? Mấy giờ phát? 2 giờ thôi. Còn được không? Đâu, thế ếch có mốt cái đấy không? Bàn mắt không ta? Quạt của mẹ đây. Bố chỉ thấy quạt của mẹ. Này, này, này. Đó, ư.
Lên cái gì?